Sơ lược về Kamen Rider Revive. Revive là series kỷ niệm 50 năm trong toàn bộ dòng phim về Kamen Rider, lấy ý tưởng về việc kết hợp con người và ác quỷ, hướng sức mạnh bản chất của một Kamen Rider khởi đầu. Anh không phải là một với ác quỷ, mà là hai chiến binh tách nhau ra để cùng chiến đấu. Nội dung phim xoay quanh gia đình Igarashi, nơi mà tất cả mọi người đều có thể chuyển hóa thành Kamen Rider. Nhân vật chính, người anh trai cả, từ bỏ ước mơ của mình, Ikki đã trở thành một người chủ tương lai của phòng tắm hơi tại gia. Anh ấy làm việc và hoạt động hết sức vui vẻ tại đây, cho đến khi một sự kiện trọng đại đến với gia đình anh, đó là người em trai thứ hai, Daiji Igarashi, được nhận chức tại tổ chức Phoenix, một tổ chức khổng lồ nhằm chống lại thế lực Desmond, những kẻ thù chính trong bộ phim. Cả hai thế lực đều muốn tận dụng sức mạnh của Gip, một thực thể huyền bí và ma quái. Hướng sức mạnh mà Gip hiện hữu trên thế giới này được gọi là những Vistum, những con ấn mang sức mạnh của ác quỷ và những loài động vật tương ứng. Đúng với vai trò là một bộ phim kỷ niệm, không phải chỉ là loài vật cổ đại, cũng không phải chỉ là những loài vật đến từ tương lai, nó bao hàm cả hai, từ loài khủng long T-Rex hung hãn trong quá khứ cho tới loài sư tử dũng mãnh tại hiện tại. Nó bao hàm tất cả trong những Vistum ban đầu của Revive.